Rồi, kính chào cả nhà. Hôm nay bên em giới thiệu con Isuzu TL 2500 nha. Mới cập bến cửa hàng. Con này là 25 ngựa, 2 cầu trợ lực lái, ben cơ, số cơ. Xe nguyên như thế này nha cả nhà. Đó, các bác nào cần sở hữu em này thì nhấc máy liên hệ. 25 ngựa. Nguyên xe nha cả nhà, bên em chưa có dặm vá gì nè. Đó, nó chỉ mà cháy nổ một tí thôi, ngay cái thứ cái thảm nè. Con này số chạy của nó là 123. Một số lùi. Chốt thắng tay. Chốt thắng tay. Ben cơ. Đó. Cái này là tầng nhanh chậm. 4 số sới nha cả nhà. Con này chạy được 936 giờ. 936 giờ nha cả nhà. Đó, em nó bị cháy nổ ngay chỗ bình dầu một tí nè. Gương thiếu hậu theo xe. Con này bên em đang ra giá là 75 triệu nha các bác. Isuzu TL 2500. 75 triệu. Boe theo xe này. Còn rất là đẹp luôn nha, dơ nha cả nhà. Đó. Dơ này. Cây chống bụng còn vàng luôn nè cả nhà. Đó, vàng 7 màu luôn nha. Con này lớp trước 76. 76 nha cả nhà. Mâm nghiêng còn rất là đẹp, 76. Xung quanh vành mâm của em nó thì hơi răng răng rồi. Đây, hơi nước răng đang quay cho các bác xem. Bình lỏng rồi. Gai còn khá nha. TL 2500 nè cả nhà. Ốc vít nghi si. Lớp sau 11.2 24. Ốc vít nè, nghi si còn đẹp luôn nha cả nhà. Có con mà chảy nổ, con vẫn còn vàng cái xanh xanh luôn. Riêng cái này luôn. Còn lớp sau thì đẹp. Đó, còn lớp sau thì đẹp nha. Made in Japan. Made in Japan nha cả nhà. Gai còn là khá cao. Nói chung cặp lớp sau còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, cặp lớp sau còn rất là đẹp luôn. Gương đèn chiếu hậu phía sau còn luôn cả nhà nha. Kính chiếu hậu theo xe. Ben cơ nha cả nhà. Xe này là ben cơ nha. Còn dơ này. Đó, dơ này cả nhà thấy không. Đùi thẳng. Làm như mày đâu mà. Con này đùi thẳng đẹp. Đùi thẳng đẹp 25 ngựa. Okay, hold on.
tôi số tôi nha cả nhà. Động cơ 3 máy. À, heo bếp vàng ống luôn nha cả nhà. Tem mát còn nguyên si nè. Hai cầu 3 máy trợ lực lái, ben cơ số cơ. Còn nguyên zin đẹp luôn nha cả nhà. À, cả gia đình mình mà ai làm ít làm đồ thì con này sự đầu tư rất là hợp lý luôn nha. 75 triệu cho con 25 ngựa. Rồi các anh các bác nào cần sở hữu con xe này thì nhấc máy liên hệ với em nha. Số điện thoại em đã ghi màn hình video 0944853885. Đó, ICTL 2500, hai cầu trợ lực lái, ben cơ số cơ, một con xe nguyên si như thế này nha các bác. Các bác mua còn giảm lại bên em để tiến hành giảm lại cho mình nha. Con xe nguyên zin đó, ở đây chịu cháy nổ một tí thôi cả nhà, cháy nổ trên nắp carbon nguyên si luôn. Con này được là cặp lớp trước hơi nứt hơi răng răng tí, cặp lớp sâu là còn đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, chúc cả nhà ngày nào cũng gặp nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. ICT TL 2500.